hàng, bắt leo thang bộ, thậm chí là hất cả bát mì nóng vào người trong lúc tức giận vô lý. Một nữ shipper tại Trung Quốc đã đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội, hy vọng nhận lại được sự công bằng. Cô gái shipper giấu tên sinh sống ở thành phố Uy Hải của tỉnh Sơn Đông đã chia sẻ lại câu chuyện. Cô bị một nam khách hàng buông lời lẽ xúc phạm. Khách hàng này trước đó thì đã đặt một tô mì bò có giá 17 nhân dân tệ thông qua một nền tảng bán đồ ăn trực tuyến. Khi cô tới tòa nhà, phát hiện mình cần có thẻ an ninh mới dùng được thang máy để lên căn hộ trên tầng 4. Cô gọi điện cho khách hàng để được hướng dẫn cách giao đồ ăn. Thế nhưng người đàn ông này nói rằng bất cứ ai làm công việc như giao đồ ăn sẽ không được sử dụng hệ thống thang máy, thậm chí còn buông lời nặng nề rằng cô không xứng đáng được đi thang máy, cô không thể leo thang bộ được hay sao. Cuối cùng thì cô gái này đã sử dụng thang bộ, đặt đồ ăn ở trước cửa nhà khách hàng và rời đi tiếp tục công việc. Tuy nhiên sau đó cô đã nhận được cuộc gọi của nam khách hàng này với lời phàn nàn rằng tô mì bò có vấn đề về khâu đóng gói và yêu cầu shipper quay lại để trả hàng. Ngay khi cô quay lại, nam khách hàng đã tiếp tục phàn nàn thực phẩm có lỗi và ném tô mì xuống sàn khiến nước nóng bắn lên khắp người nữ shipper. Nam khách hàng này còn cục xúc nói rằng tôi sẽ cho cô 5 phút để mua một tô mì mới, nếu không tôi sẽ phản ánh lên công ty của cô. Sau đó thì cô gái này vẫn nhanh chóng di chuyển tới nhà hàng và chủ nhà hàng thì khẳng định tô mì đã được đóng gói đúng chuẩn, nhưng nữ shipper vẫn mua một tô mì mới để bù cho vị khách hàng khó tính. Thế nhưng nhận về lại là lời cọc cằn của vị khách hàng này rằng cô không học hành chăm chỉ và cũng không làm việc thật tốt. Hiện tại, bài viết của cô gái này vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ cộng đồng mạng. Nhiều người cũng đã để lại những bình luận chỉ trích thái độ thô lỗ phi lý của chàng khách hàng trong câu chuyện.